Công ty có sếp mới lên nhiều cái thay đổi, nhiều cái đổi mới. Kể cả bảng theo dõi công nợ khách hàng, sếp cũng yêu cầu thay đổi form mẫu. Và sau một vài lần có thể nói là sửa và sai, thì sếp cũng đã chốt cái mẫu như thế này. Rất đặc biệt, đây là mẫu đơn giản nhất mà đã từng trình và làm việc với sếp. Nhưng thực ra sếp rất có lý, bởi vì mẫu này rất dễ xem, dễ đọc và dễ phân tích. Cấu trúc của cái mẫu này cũng khá là đơn giản. Thì cái phần đầu tiên đó là thông tin hợp đồng, ví dụ như là số hợp đồng này, ngày ký hợp đồng này hoặc là PO tức là cái purchase order tức là cái cái đơn đặt hàng ấy các bạn nhé tên khách hàng này Đấy, Lilama này cơ khí này Đấy, khoáng sản đạ dân này vân vân tên khách hàng này sản phẩm tức cái hợp đồng này hay là cái PO này người ta đặt chúng ta làm cho người ta cái gì đúng không bởi cái doanh nghiệp của tôi là doanh nghiệp chuyên về cơ khí gia công kết cấu Đấy, chúng ta đặt nhận những cái sản những mặt hàng về gia công kết cấu và cái giá trị hợp đồng hay là PO thì các bạn lưu ý là cái giá trị hợp đồng hoặc PO này nó hoàn toàn có thể khác với lại cái giá quyết toán sau này các bạn nhé Đấy và bắt đầu ghi chép thì như sau Thì đầu tiên ví dụ như là khi ký hợp đồng xong hoặc là chúng ta nhận được cái PO xong Thì chúng ta sẽ có một cái thông báo thì người ta sẽ tạm ứng giúp chúng ta Đấy, Chúng ta sẽ nhận một khoản tạm ứng Thì đây ví dụ cho ta chấm đỏ và chú ý như đây Có bảo lãnh mới tạm ứng này có bảo lãnh mới tạm ứng tức là để chúng ta nhận được tạm ứng này thì chúng ta phải phát hành một cái bảo lãnh ngân hàng để gửi cho sang bên khách hàng thì người ta sẽ tạm ứng chúng ta thì đây ví dụ đây người ta tạm ứng ta lần 1 là 275 triệu Đúng chưa Đấy, Lần 2 Lần 3 Tóm lại là các cái lần tạm ứng Tức tạm ứng đây là cái thanh toán tiền mà khi chưa quyết toán Chưa xuất hóa đơn các bạn nhé Thì các bạn quan sát này Đấy, Và tổng số đã tạm ứng của cái khách hàng đầu tiên này Lilama này Đấy, đó là gì? Đó là 1 tỷ 120 triệu 045 148 Đây là cái lần tạm ứng sau đó là gì sau khi khi chúng ta thực hiện xong rồi thì có một động tác là quyết toán xuất hóa đơn thì cái số quyết toán ở đây là gì số quyết toán ở đây là 1 tỷ 486 các bạn nhé 1 tỷ 486 nó cao hơn so với giá trị hợp đồng PO thì đây cái việc làm việc làm hết sức bình thường thì cái giá trị quyết toán này trừ đi cái số lượng chúng ta đã trả đây các bạn nhé thì nó sẽ còn cái số tiền còn phải trả số tiền còn phải trả là 361 triệu 223 nghìn thì sau khi chúng ta chốt hóa đơn tức là toàn bộ bộ hồ sơ mọi cái vấn đề ABCD chúng ta đã xong hết rồi Thì chúng ta chốt lại là cái số tiền còn phải giả là 361 triệu Và cái thời hạn trả trong hợp đồng, ví dụ hợp đồng nó có quy định rõ gì Là khách hàng sẽ thanh toán tất toán, thanh toán nốt Sau khi 20, 30, 40 hay bao ngày đó là kể từ ngày chúng ta xong hồ sơ quyết toán thì đây cái công đoạn cuối cùng của việc xong hồ sơ đó chúng ta xuất hóa đơn. Thì đây quy định gì? 20 ngày sau là sẽ thanh toán nốt. Đấy, thì và theo dõi tiếp các bạn này, bên này theo dõi tiếp nhé Theo dõi thời gian nợ này. ấy vậy thì ngày đến hạn phải thanh toán, đó là ngày mùng 9 tháng 9, tức là gì? Tức là chúng ta sẽ lấy cái ngày xuất hóa đơn này các bạn này. Chúng ta cộng với 20 ngày thì ra đến cái ngày này là cái ngày cuối cùng mà đúng hạn là khách hàng phải trả các bạn nhé đúng hạn phải trả mà vượt qua ngày này tức là đã quá hạn Đấy, thì đây là tính như đây là đã xuất hóa đơn được là 63 ngày Vậy rõ ràng đây là khách hàng này là quá hạn các bạn nhé Quá hạn này Đây số ngày quá hạn là 43 ngày Đấy, Nhưng cũng rất vui là cái ngày hôm 19 các bạn nhé đây, Bởi vì hôm nay tôi đang làm cái file này Tôi đang chia sẻ với các bạn này là ngày 22 tháng 10 Thì cái khoản này hôm 19 là khách hàng đã thanh toán các bạn nhé Đấy đã thanh toán Vậy thì khi thanh toán Và khách hàng thanh toán hết số tiền này rồi Thì chúng ta ghi như thế nào thì đầu tiên số đã thanh toán chúng ta sẽ ghi ở đây các bạn nhé Chúng ta sẽ ghi ở đây là số tiền đã thanh toán là lần thứ ba vào ngày 19 Thì các bạn sẽ có vào đây chúng ta ghi đây ngày thanh toán này là ngày 19 tháng 10 Ngày 19 tháng 10 là khách hàng đã thanh toán này Và số tiền thanh toán là đúng bằng cái số tiền này luôn Các bạn thanh toán hết luôn Đấy, thanh toán hết luôn Thanh toán đây là lần 3 là Thanh toán hết Chúng ta sẽ copy số vào đây Nên đây là thanh toán hết xong Đấy, Và tổng số tiền đã thanh toán là hết các bạn đây Đấy là đã hết các bạn nhé 1 tỷ 456 Và cái số tiền còn nợ là hết Các bạn nhé là hết Và cái chỗ này cái kế hoạch này các bạn lưu ý Chúng ta sẽ ghi kế hoạch đây là cũng Là thực hiện tức là Cái mục tiêu chúng ta kế hoạch tháng 10 Là chúng ta thu khách hàng này là 361 triệu 278950 trên 50 Thì chúng ta đã thực hiện được và hoàn thành 100, 100 kế hoạch Các bạn lưu ý nhé Cái phần mà chúng ta theo dõi công nợ ấy, Là nó chỉ dừng lại ở cái cột U thôi Từ đến chỗ này có hạn thôi Đấy, để chúng ta theo dõi ở đây thôi Còn phần sau này các bạn là cái kế hoạch thu nợ Thì cái này nó liên quan đến cả một cái nhóm liên quan đến vấn đề thu nợ Đó liên quan cả bên phía kinh doanh các bạn nhé Phía kinh doanh người ta cũng có trách nhiệm thu nợ Thì cái số thu nợ này không phải là các bạn chúng ta cứ bê nguyên cái phần số tiền còn phải thanh toán phải trả sang đây đâu Mà cái này thì do cái người phụ trách công nợ người ta báo là cái khả năng tháng này người ta thu được bao nhiêu Thì chúng ta ghi vào đây và kế hoạch này bởi kế hoạch này chúng ta không thể ghi bừa được mà nó phải là cái kế hoạch của cái người phụ trách công nợ ta ghi ở đây, bởi vì nó còn liên quan đến cái KPI của người ta sau này để người ta liên quan đến ăn lương, đấy cho nên cái phần này là cái phần mà liên quan đến cái phần kế hoạch thu nợ của từng người một của ai người ta tự ghi ở đây các bạn nhé, đấy và thực tế thu được bao nhiêu thì nó liên quan đến đây là chính là cái KPI của cái nhân viên phụ trách công nợ, có thể đây là một cái toán hoặc là nhân viên kinh doanh, đấy thì cái trình tự ghi chép như thế thôi các bạn nhé, và khi nhìn vào cái bảng này thì thứ nhất là luôn luôn xếp bất kỳ thời điểm nào xếp đều biết được bởi chúng ta phải cập nhật liên tục phát sinh chúng ta cập nhật ngay cho sếp sẽ biết được là tổng công nợ đúng chưa à đây tổng số tiền còn phải thanh toán là bao nhiêu của từng hợp đồng một tức là tổng công nợ là bao nhiêu đấy thì những khoản công nợ này là những khoản nào đến hạn ngày bao nhiêu đã đến hạn chưa đấy, và chúng ta đã xuất hóa đơn chưa đúng không đấy, xuất hóa đơn rồi thì đã thanh toán chưa mà nếu chưa thanh toán thì đã qua hạn bao nhiêu ngày nó rất rõ ràng rồi và cái mục tiêu thu hồi chúng ta trong tháng này là như thế nào mục tiêu thu hồi chúng ta là tháng nào đấy chúng ta đưa được mục tiêu là bao nhiêu đấy và chúng ta thực tế đã thu hồi được bao nhiêu đấy là mục tiêu các bạn nhé đây là tên tôi đang đứng ở tháng 10 vậy thì khi mà sang đến cái tháng tiếp theo tháng 11 thì chúng ta sửa đây thành tháng 11 thôi và chúng ta sửa kế hoạch thôi các bạn nhé còn vấn đề bên này chúng ta vẫn cứ cập nhật bình thường các bạn nhé chúng ta cập nhật bình thường đấy tương tự như cái tôi vừa hướng dẫn đây đấy thì các bạn nhé còn cái phần này là sang tháng 11 chúng ta sẽ đưa vào đây cái cột kế hoạch này chúng ta sẽ đưa vào đây đây cột này đây chính là kế hoạch tháng 11 các bạn nhé Chúng đưa được kế hoạch tháng 11 và thu bao nhiêu nó ghi đây lại tính toán tháng 11. Còn phần này chúng ta cứ phát sinh nó ghi bình thường. Đấy. Vậy các bạn lưu ý nhé là cái phần kế hoạch này nó không linh không liên quan gì đến cái phần phía đằng trước này cả, không liên quan gì cả. Mà nó chỉ là cái phần chúng ta theo dõi là kế hoạch chúng ta đưa ra thực tế thanh toán bao nhiêu thôi. Đấy để nó sẽ phù hợp với vấn đề đánh giá cái KPI đối với cái người thu hồi công nợ. Và thì tiếp theo ví dụ như nó có những cái hợp đồng phát sinh mới như các bạn lấy ví, ví dụ đây, đây là hội đồng phát sinh mới này. Đây là cái PO cái PM 176 các bạn nhé PO 2307 PM 176. Ngày ký ngày 18 tháng 10. Chúng ta nhận được cái đơn đặt hàng ngày 18 tháng 10 của khách hàng là JD là Fabricate Lifting Device tức là một cái sản phẩm kết cấu gì đó chúng ta là cái dân kế toán chúng ta cũng không cần biết. Và cái PO này rất tốt các bạn, tỷ giá là 10 tỷ. Đây là một cái, cái 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 PO là xuất khẩu các bạn nhé hàng xuất khẩu 10 tỷ. Thế vậy thì chúng ta khi nhận PO thì chúng ta ghi thông tin thôi và chưa tạm ứng cái gì cả thì chúng ta cũng chưa ghi tạm ứng các bạn nhé nhưng phần mục tiêu đây các bạn này cái phần mục tiêu này đấy phần kế hoạch tháng 10 chúng ta thu bao nhiêu thì các bạn lưu ý theo cái PO này nó ghi là gì là sẽ thanh toán tạm ứng 20% trong phạm vi 10 ngày kể từ ngày ký PO kể từ ngày nhận được PO thì khách hàng sẽ tạm ứng đương nhiên chúng ta phải có bảo lãnh các bạn 20% vậy thì chúng ta sẽ ghi đây là cái Phần này chúng ta chưa ghi gì các bạn nhé Phần này chưa ghi gì Đấy những cái phần mục tiêu tháng 10 này Là chúng ta sẽ phải ghi ở đây Là chúng ta sẽ phải thu được 20% Vậy kế hoạch chúng ta ghi ở đây là bằng đúng các bạn bằng chúng ta, Các bạn ghi tạm thời ở đây Tạm thời theo cái giá là 10 tỷ này chúng ta nhân với 20% có phải hai đấy vậy mục tiêu mà chúng ta sẽ thu khách hàng là 2 tỷ tư nhưng chưa thu kệ nó các bạn cứ ghi này thôi và đến khi nào thu thì chúng ta sẽ ghi vào đây và đồng thời chúng ta sẽ ghi vào cái mục tạm ứng lần một ở đây Đấy, chúng ta ghi tại ngày bao nhiêu ghi vào đây các bạn nhé. đấy. ở trên đây là một cái bảng theo dõi công nợ. bản thân tôi cũng cho là sếp cũng 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 rất là kinh nghiệm đúng không và đưa một cái bảng này thì cực kỳ dễ nhìn dễ hiểu. Đấy, ai nhìn vào cũng thể hiểu được ngay. bản thân tôi cũng thấy cái bảng này nó cũng khá là dễ hiểu và cái sếp chốt cái bảng này tôi nghĩ cũng là hợp lý bởi nhìn ai nhìn cũng có thể hiểu được. Đấy, vừa giải quyết được cái vấn đề mục tiêu thu hồi công nợ và vừa theo dõi được chi tiết từng khoản công nợ một nó đang diễn ra như thế nào. Đúng chưa? Chúng ta tổng nợ bao nhiêu, đã thu hồi bao nhiêu và còn lại bao nhiêu, đã quá hạn bao nhiêu ngày vân vân, rất chi tiết. Đấy và phần kế hoạch thu hồi, đánh giá luôn tỷ lệ phần trăm và đây chính là cái KPI của nhân viên phụ trách với còn tổng cộng phía dưới này. Đấy, thì đây là cái cách thu hồi công nợ vào một cái bảng mới của sếp. Tôi khi mà công ty có sếp mới, sếp đã thay đổi hoàn toàn trong đó có nội dung thay đổi này. Thì tôi cũng rất mong là cái chia sẻ của tôi hôm nay sẽ cũng sẽ có những cái gì đó để giúp cho các bạn mà chúng ta có những cái cách chúng ta theo dõi cái công nợ nó tốt hơn và nó cập nhật chi tiết hơn để chúng ta cung cấp thông tin cho người quản lý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp các bạn ở các cái video tiếp theo với những cái chia sẻ khác. Nó cũng rất là hữu ích. Cảm ơn các bạn.